Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu và các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu: Tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Anh chị em thân mến, hai ngày trước, phúc âm cho chúng ta thấy con đường cứu thế mà Đấng Kitô phải đi và con đường mà người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu phải theo, đó là con đường thập giá. Chắc chắn các môn đệ của Chúa Giêsu bị sốc nặng nề. Bấy lâu nay đi theo thầy vì thầy mà họ đinh ninh là Đấng Kitô. Họ cứ ngỡ rằng rồi đây thầy sẽ lên ngôi vua, sẽ đánh đuổi quân ngoài bang và họ sẽ hợp lực với nhau để giúp ngài thực hiện mộng bá vương và sẽ cùng chia sẻ vinh quang với ngài. Vậy mà giờ đây họ nghe ngài công khai số phận thảm thương của ngài nên chắc chắn lòng họ buồn sầu ghê gớm. Biết được điều đó, Chúa Giêsu đưa riêng ba môn đệ thân tín nhất lên núi và tỏ cho các ông thấy vinh quang thần linh của ngài. Mục đích của cuộc biến hình này là củng cố lòng tin cho các ông. Ngài cho các ông thấy ngài thật sự là Đấng Kitô mà các ngôn sứ và chính ông Môsê đã tiên báo. Chính vì thế mà ông Môsê và ông Elia, một vị là đại ngôn sứ và một vị là nhà lập luật, hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Và hơn nữa, chính Chúa Cha cũng xác nhận Đức Giêsu là con yêu dấu của ngài và dạy các môn đệ là phải vâng nghe lời ngài. Tuy nhiên, vinh quang thần linh của Chúa Giêsu không làm lu mờ sứ mạng cứu thế bằng con đường thập giá, mà chỉ chuẩn bị cho các môn đệ chấp nhận con đường đó. Vì thế khi từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông vâng lời, nghĩa là không nói lại với ai, ngay cả với các môn đệ kia, nhưng vẫn thắc mắc về lời của thầy: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Điều đó cho thấy các môn đệ của Đức Giêsu có trí nhớ không tốt. Vì ngay trước khi được thầy đưa lên núi để tỏ cho thấy vinh quang thần linh, các ông đã được nghe thầy loan báo: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Chúng ta có thể thông cảm với các ông, bởi vì biến cố thần linh vừa mới xảy ra đang còn choáng ngợp lòng trí các ông, xua tan những buồn sầu do việc loan báo con đường cứu thế bằng khổ hình thập giá của thầy. Tuy nhiên,
Chính vì mau quên như thế, nên khi thầy bị bắt, bị kết án, các ông đã trốn chạy, bỏ thầy lại một mình. Các ông cũng quên luôn lời cảnh báo của thầy rằng, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi nói, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì nó khi người ngự đến trong vinh quang của cha ngài. Ngay cả Phêrô, trưởng nhóm tông đồ, cũng không dám nhìn nhận mình là môn đệ thầy Giêsu trước mặt một cô tỳ nữ ở nhà ông thượng tế. Như thế, phải chăng sự chuẩn bị của Chúa Giêsu cho các môn đệ bước vào cuộc khổ nàng của ngài bằng biến cố biến hình đã thất bại? Thưa không, mặc dù Phêrô và các môn đệ đã yếu đuối và ngã gục trong biến cố thập giá của thầy, nhưng các ngài đã trỗi dậy sau đó, để cuối cùng tất cả, ngoài trừ Giuđa, đã đi đến cùng lời mời gọi bước theo thầy trên con đường thập giá mà thầy đã đi. Họ đã liều mất mạng sống của mình vì thầy và vì tin mừng. Sau này trước thường hội đồng Do Thái, nơi mà họ đã từng kinh sợ, Thánh Phêrô đã giọng giạc tuyên bố phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Vâng lời Thiên Chúa đây là loan báo tin mừng Chúa Kitô phục sinh, là điều mà giới lãnh đạo Do Thái giáo cấm các tông đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa đã làm cho các môn đệ trở nên những chứng nhân tự đào can trường. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì bao thế hệ thừa sai dám liều thân mang hạt giống tin mừng đi gieo vại khắp nơi trên địa cầu. Xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam cũng có được nhiều thừa sai và mục tử nhiệt thành, can đảm, dám hy sinh mạng sống cho tin mừng Chúa Kitô được loan báo trên mọi miền đất nước, đặc biệt là nơi tâm hồn những người nghèo, những người bị bỏ rơi và loài trừ một cách bất công ngay trên đất nước mình.